Thưa quý vị, hoàn lưu của cơn bão số 4 đang gây mưa to ở các tỉnh miền Trung. Nhiều địa phương đã bị chìm trong biển nước, bị chia cắt, nguy cơ sạt lở rất cao. Trước đó, cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng những khoảnh khắc lao đao vì mưa lũ sạt lở vẫn hằn in trong tâm trí của nhiều người. Bên cạnh những đau thương mất mát về người và của, hình ảnh những căn nhà, góc phố tan hoang sau cơn bão cũng có những câu chuyện khiến nhiều người nghe cảm thấy ấm lòng. Đặc biệt là câu chuyện chạy lũ trong đêm của cặp vợ chồng ở Bắc Giang được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua đã lấy đi nước mắt như chạm đến trái tim của nhiều người. Vào ngày 7 tháng 9, siêu bão Yagi đã đổ bộ kéo theo mưa gió dông lốc. Ngôi nhà của chị Ngô Thị Thoa, sinh năm 1984, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, nằm ở sát bờ sông, cũng không tránh khỏi chịu ảnh hưởng từ cơn bão. Sau khi bão Yagi ập đến, lo sợ căn nhà cấp 4 ọp ẹp, không thể chống chọi được trước sức gió, vợ chồng chị Thoa cùng cậu con trai 12 tuổi đã phải trốn dưới nhà tắm cả ngày. Đêm đến khi mưa giảm, mẹ con chị Thoa mới lên nhà ngủ. Để an tâm, chồng chị cứ cách 2 tiếng lại ra bờ sông để kiểm tra mực nước một lần. Khoảng 2 giờ sáng, nước lũ dâng nhanh, ngập cả trang trại, thậm chí đã tràn đến mấp mé cửa nhà. Thấy tình hình cấp bách nên chồng chị Thoa quyết định đưa vợ con đi chạy lũ vì con người là con của. Trong cơn nguy cấp, vợ chồng chị không kịp mang theo thứ gì, chị chỉ kịp mặc áo mưa chạy lũ. Chồng chị một tay cầm đèn pin, soi đường, một tay dắt con. Cả gia đình bám men nhau theo con đường nhỏ, vượt qua mấy ruộng ngô sang nhà ông bà nội, cách đó 700m tránh lũ. Thời khắc rời khỏi nhà dù biết rằng đàn lợn, đàn gà, bồ câu, chó mèo và bao của cải công sức của cả hai vợ chồng có thể sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng chị Thoa chỉ còn có thể ngậm ngùi theo chồng đi chạy lũ. Lúc này chính những lời an ủi động viên của chồng và câu nói "Bám vào áo anh, em với con còn sống, anh mới làm lại được" đã trở thành điểm tựa tiếp thêm sức mạnh cho chị để vượt qua dòng lũ chảy xiết và dũng cảm đối mặt với những ngày khó khăn sắp tới. Giữa những đau thương, mất mát của mùa bão lũ, câu chuyện của gia đình chị Thoa khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã sưởi ấm trái tim của rất nhiều người và cũng như nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. Chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện này, chị Ngô Thị Thoa đã không thể kìm nổi nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc chạy lũ cùng chồng và câu nói cảm động của người chồng khi ấy. Ngay cả khi cơn bão đã qua đi, mỗi khi hồi tưởng về đêm định mệnh ấy, hai vợ chồng lại nắm tay nhau, băng qua cơn dòng lũ xiết, chị lại cảm thấy yêu thương chồng mình hơn. Lúc đó thì hôm đấy là ngày ngày mùng 7 thì bão vào thì cả ngày thì gió rất là to, thì tôi nhà tôi thì lại nhà cấp 4 bao tường, thế nên là tôi sợ là nó bị tốc mái, thế là cả nhà thì ba người, hai vợ chồng với lại con út của tôi thì xuống nhà tắm để nằm ở đấy để tránh gió. Nhà tôi thì 4 người nhưng mà con gái lớn thì vừa mới xuống trường Đại Hiệp học y Thái Bình để nhập học. Thế là thì cái ngày hôm đấy nó cũng gió nhiều. Thế nhưng mà đến tầm khoảng 21-22 giờ đêm mùng 7 ấy, thì là gió nó đỡ gió đi thì là cả gia đình là lên trên nhà để ngủ. Thế thì tầm 22 giờ thì chồng tôi là đi xem nước ở dưới sông mới xem là nó lũ cao đến tầm nào. Thế thì thấy là nước cũng bình thường như mọi khi thì nước vẫn lên như thế là bình thường thôi vì năm nào cũng lũ như vậy. Thế đến 12 giờ hẹn đồng hồ cứ 2 tiếng thì chồng tôi lại đi xem nước một lần. Đến 12 giờ thì anh ấy đi xem báo thức thì anh lại đi xem nước một lần nữa. Thì thấy là mực nước như thế thì cũng bình thường thôi, cũng như mọi năm vẫn lũ như vậy thì cũng không có gì đáng ngại cả. Thế thì đến 2 giờ sáng thì là báo thức, thì chồng tôi lại đi xem lũ một lần nữa. Vì năm nào cũng vậy thôi, mùa mưa lũ là cứ 2 tiếng là phải đi xem nước một lần. Thì đến giờ 2 giờ đêm thì anh ấy dậy thì ra xem thì thấy là nước đã lên đến cái móng của cái trang trại ngay bên cạnh nhà ấy, thì là tức là nước lên đến đấy là sẽ chuẩn bị tràn vào nhà rồi. Thì là anh ấy vội chạy về là gọi hai mẹ con đang ngủ, thì lúc đấy cũng mơ mơ màng màng ấy, thì anh gọi anh bảo em ơi dậy thôi, nước lên đến nhà rồi, vậy đấy chạy lũ thôi. Thế là hai mẹ con dậy thì tôi cũng vội lấy
hai bộ quần áo mưa để mặc vào cho con, vì biết là ngoài trời mưa to gió to thì mặc hàng cho con hai bộ quần áo mưa lồng vào, mới đội cái mũ bảo hiểm vào, mới sợ đi ra ngoài cây đổ. Rồi lúc ấy cũng chỉ nghĩ là làm sao bảo vệ được cho con đâu, an toàn thôi. Thì hai vợ chồng thì mỗi người mặc bộ quần áo mưa, đội mũ bảo hiểm, thì đi ra nhà tôi lại có hai đường, một đường trước cửa với một đường đằng sau nhà để đi lên. Thì đi ra anh bảo là đường trước cửa bây giờ ngập cao lắm rồi em ạ, phải đi lên đằng sau nhà này. Thế đằng sau nhà thì cây nó đổ ra đường nhiều, thì ba cái con cứ dắt nhau đi. Lúc đấy thật sự là tôi nghĩ là khi mà bước ra khỏi nhà là tôi nghĩ là nếu mà mình đi thì chắc chắn là cả một cái trang trại lợn gà bồ câu chim chí rồi chó mèo, mình đi chắc chắn là chúng tôi chết hết. Nhưng mà mình ở lại thì không biết là mình có sống được hay không. Lúc đấy nghĩ thế thì tôi cứ chần chừ mãi, bởi vì là quá là xót luôn. Lúc đấy chỉ mong sao cạn mưa đi để nước dừng ở mực đấy rồi nước xuống thôi, lúc đấy chỉ mong như thế thôi. Nhưng mà trời mưa không, mưa to lắm luôn, mưa to gió to. Thế là chồng tôi mới kéo tay bảo thôi em ơi đi thôi, không tí nước lại nước tràn lên không kịp chạy đâu. Thế là anh ấy một tay cầm đèn pin, xong rồi anh ấy kéo tôi ra khỏi cổng để đóng cổng vào. Anh ấy một tay cầm đèn pin, một tay dắt em bé. Thì gió to quá phải không? Thế anh ấy bảo tôi bảo là em lắm tay vào đằng sau áo anh à. Thì lúc không ạ, nó bay người, nó gió nó du, nó bay, nó đẩy người đi không? Thế anh bảo là còn người thì còn của em ạ, rồi thì chúng mình về mình sẽ nằm lại. Bây giờ em anh em mấy con mà còn sống thì anh mới làm lại được. Bây giờ phải bảo vệ tính mạng của mình trước đã. Lúc đấy thì chỉ đầu tiên là thương cho những con vật nuôi của nhà mình. Sau đó là lo nhất là con trai mình. Bởi vì là hai vợ chồng tôi thì cũng biết bơi. Tôi bơi không giỏi, nhưng anh ấy thì bơi giỏi hơn. Nhưng nếu để mà cứu bản thân ấy thì có khi cũng tôi cũng không dám chắc là mình có thể sống được hay không nếu như bơi, bởi vì có thể chỉ bám vào được những cái cây ở ven đường thôi để chờ người thôi. Nhưng mà lúc đấy lo nhất là cậu con trai không biết bơi. Có đến mấy đêm sau ấy là ra nhà tôi không ngủ được nữa, này nước ngập xong này là bị nhà nó bẩn nó hôi không ngủ được, thì là tôi ra ngủ ở nhà bố mẹ chồng, nhà ông bà nội của cháu ấy, thì là đêm tôi không nằm, tôi không ngủ được. Thì cũng xem sau đó lướt mạng thì xem một cái video là thấy có một em là đăng là chồng em ấy mưa lũ cao nhưng mà vẫn về với vợ con ấy. Thì thực sự lúc đấy là tôi mới nghĩ, lúc đấy tôi nằm tôi mới suy nghĩ tôi thương chồng thôi. Thì là tôi mới viết lên cái câu đấy thôi. Chứ thực ra cái lúc chạy lũ ấy, anh ấy nói nhiều, anh ấy nói động viên rất nhiều, không phải chỉ một câu đấy đâu. Sau lũ thì nhà thì ngập, thì nói chung là đệm thì là hỏng hết, thì có anh em họ hàng thì mỗi người cho một cái đệm, thì là có cái đệm để ngủ. Nói thật là có thể là nếu mà nói tính giá trị thì với nhiều người thì nó cũng chỉ đáng vài trăm triệu thôi, nhưng mà đối với gia đình cận nghèo như nhà tôi thì thật sự đấy là toàn bộ tài sản luôn. Thế là tôi bây giờ thì lo nhất là cái khoản chi phí học tập của con gái ở Đại học Y Thái Bình. Bởi vì là bây giờ là không còn kinh tế nữa để mà lo, để tiếp tục mà lo cho con đi học. Vâng, qua câu chuyện của chị Thoa vừa rồi, chúng tôi mong rằng sau khi cơn bão qua đi, gia đình chị Thoa cũng như là các gia đình khác đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ có thể nhanh chóng vượt qua những khó khăn và trở lại cuộc sống bình yên vốn có của mình. Thank you.